khơi trè gỗ cầm chỉ, hàng mặt cũng được liền như là giờ là cũng căng giá rồi nha anh em. Giờ cái hàng này lô hàng mới, vân veo cẩm thì khờ gốc khỏi phải nói, chun sủn làm được hàng tầng như vậy nó khó lắm nha anh em, một mặt phẳng thì hơi dễ, còn được hàng làm được 3 tầng như vậy là phôi giờ kiếm hơi khó. Nếu mà xẻ được như vậy á, họ sẽ lấy họ làm mặt rồi, mặt lưng, mặt ghế rồi. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ em, hàng này giờ cũng còn ít chứ không có số lượng nhiều như đợt trước nữa. Khơi trè gỗ cầm chỉ hàng siêu vong.